Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải Biên Soạn do Pháp Sư Tịnh Không Người Dịch Cư Sĩ Nguyên Trừng Tịnh Tông Học Hội Ấn Tống Đĩa số 1 Lời giới thiệu Kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ thánh điển chủ yếu của Tông Tịnh Độ. Kinh kể chuyện vị quốc vương Pháp Tạng xuất gia, nguyện nếu thành Phật, Ngài sẽ đưa những ai tin tưởng chỉ niệm danh hiệu Ngài đến quốc độ cực lạc của Ngài. Ngài đã thành chánh quả, tức Đức Phật A-di-đà, Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Công Đức đang chờ đón hết thảy chúng sanh đến cõi Tây Phương cực lạc của Ngài. Ở Trung Quốc, từ đời Hán đến đời Tống, tương truyền có 12 bản Hán dịch. Sau đời Tống Nguyên, người ta xác định có 5 bản là thứ nhất, Vô Lượng Thọ Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh do Chilokasấm đời hậu Hán dịch. Thứ hai, A-di-đà Kinh do Chi Khiêm đời Ngô thời Tam Quốc dịch. Thứ ba, Vô Lượng Thọ Kinh do Khương Tăng Khải đời Tào Ngụy dịch. Thứ tư, Vô Lượng Thọ Như Lai Hội do Bồ Đề Lưu Trí đời Đường dịch. Và thứ năm, Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Kinh do Pháp Hiền đời Triệu Tống dịch. Các bản Hán dịch trên có nội dung chủ yếu giống nhau nhưng cũng có nhiều chi tiết khác biệt nhau như cách chia chương đoạn, số mục, danh xưng chư Bồ Tát, đại tỳ kheo, chúng nhân dự hội, vị trí, độ dài ngắn của các kệ tụng, vân vân. Điều này chứng tỏ các bản Hán dịch không phải chỉ dựa vào một phạn bản duy nhất, mà rằng có nhiều phạn bản và không biết bản nào là bản nguyên gốc. Năm 1883, Max Müller người Đức và Nam Điền Văn Hùng người Nhật cho xuất bản một phạn bản Kinh Vô Lượng Thọ và Max Müller dịch ra Anh ngữ. Năm 1908, Nam Điền Văn Hùng dịch ra Nhật ngữ. Năm 1917, Địch Nguyên Vân Lai dựa theo một phạn bản khác và một bản tạng dịch của kinh được tìm thấy ở Nepal, đính chính phạn bản đã công bố trước đó rồi dịch ra Anh ngữ và Nhật ngữ. Trước kia đã có ba bản Kinh Vô Lượng Thọ do ba vị cư sĩ ở ba thời khác nhau tập hợp các bản Hán dịch mà biên soạn lại thành một bản riêng. Khởi đầu là năm 1160, cư sĩ Vương Nhật Hưu, sau đó là cư sĩ Bành Tế Thanh, rồi đến cư sĩ Ngụy Mặc Thâm, đến năm 1932, tức sau khi hai phạn bản được công bố và dịch ra Anh ngữ và Nhật ngữ, cư sĩ Hạ Liên Cư tập hợp các bản Hán dịch, nghiên cứu, so sánh, đối chiếu giữa các dịch phẩm và phạn bản Kinh Vô Lượng Thọ đã có từ trước đến nay, soạn thành một bản kinh lấy tên là Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh và cho xuất bản lần đầu vào năm 1936 tại Đài Loan. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải
là một công trình diễn giải bằng văn bạch thoại, rất trong sáng, gãy gọn và căn bản về Phật thuyết vô lượng thọ trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng, giác kinh của cư sĩ Hạ Liên Cư do Pháp sư Tịnh Không thực hiện, được đem giảng dạy cho hội chúng cư sĩ tại Singapore và sau đó được phổ biến rộng rãi, được quần chúng Phật tử hân hoan đón nhận và tán thán. Tại Việt Nam, thiền tịnh song tu đã từ lâu trở thành một truyền thống thực hiện giải thoát của tăng ni Phật tử. Nói cho cùng, tự lực hay tha lực chỉ có ranh giới rất mong manh trong ý niệm. Hướng đến Đức Phật A-di-đà là sự thể hiện, sự đáp ứng lời nguyện vô lượng từ bi, vô lượng quang minh. Hướng đến Cực Lạc Quốc là tiến trình đi đến cảnh giới của Pháp Thân thanh tịnh, mà tận cùng rốt ráo chính là cái tâm giải thoát vậy. Cư sĩ Nguyên Trừng là một huynh trưởng gia đình Phật tử, suốt 50 năm gắn bó với các sinh hoạt của thanh thiếu niên Phật tử, cũng như giới thiệu, nghiên cứu, tu tập Phật Pháp. Ngoài các bài dịch thuật, thơ, truyện ngắn, vân vân đã được in trên các tập san Phật giáo từ nhiều chục năm nay, cư sĩ còn có một vài công trình dài hơn nhưng chưa có dịp công bố, trong đó có bản Việt dịch Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải của Pháp Sư Tịnh Không mà cư sĩ dự định sẽ xin xuất bản. Đây là một bản dịch nghiêm túc, sáng sủa về một nội dung phù hợp và cần thiết cho đông đảo người tu học Phật ở Việt Nam, yếu chỉ của Tông Tịnh Độ. Tôi cảm kích sự tận tâm, tận lực của cư sĩ Nguyên Trừng đối với Phật giáo, cũng như tình cảm mà cư sĩ dành cho tôi, nên khi cư sĩ đề nghị tôi viết lời giới thiệu về dịch phẩm này, tôi đã không ngại ý tứ, lời văn thô thiển, xin có đôi dòng trình bày cùng chư độc giả. Tịnh xá trung tâm, Trọng Xuân Nhâm Ngọ năm 2002, Thượng Tọa Thích Giác Toàn. Tựa: Đạo Phật thì có nhiều tông phái, nội dung và phương pháp tu tập của mỗi tông phái tuy có khác nhau, nhưng mục đích chỉ có một, đó là loại trừ mọi phiền não, khổ đau, đạt đến an vui, giải thoát. Mỗi tông phái đều được vị sáng lập lấy một bộ kinh để làm tông chỉ. Như tông Hoa Nghiêm lấy kinh Hoa Nghiêm làm tông chỉ, tông Thiền Thai lấy kinh Pháp Hoa làm tông chỉ, tông Tịnh Độ lấy kinh Vô Lượng Thọ làm tông chỉ, vân vân. Hiện nay, Phật giáo Việt Nam chúng ta hầu như đại đa số Phật tử tại gia đều tu học theo pháp môn Tịnh Độ. Do đó, chúng tôi cố gắng phiên dịch bộ kinh Vô Lượng Thọ Giản Chú Dịch Giải do Pháp Sư Tịnh Không biên soạn rất rõ ràng, đầy đủ để góp phần cung cấp tài liệu cho các giới Phật tử tại gia tìm hiểu, nghiên cứu, tu tập đúng như nội dung, phương pháp mà kinh đã nói đến. Trong quá trình phiên dịch, thực hiện, chúng tôi xin tán thán công đức của các đạo hữu đã có công đọc lại bản thảo, hỗ trợ in ấn để có được kết quả mỹ mãn như ngày hôm nay. Nếu Phật sự này có được chút công đức nào, chúng tôi xin nguyện lấy công đức ấy hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ quyến thuộc nhiều đời quá cố được vãng sanh, cha mẹ hiện còn được khỏe mạnh, an vui. Mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức trong quá trình phiên dịch thực hiện, nhưng chắc chắn không tránh khỏi khiếm khuyết nhất định. Kính mong chư tôn thiền đức, chư vị thiện tri thức, các nhà Phật học thương tưởng, chỉ giáo.
Trung thu Canh Thìn, dương lịch năm 2000, cư sĩ Nguyên Chừng, kính tựa. Tựa. Mấy năm gần đây, cư sĩ Hàn Anh ở cựu Kim Sơn, Mỹ Quốc, từng dựa vào cuốn Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải của cư sĩ Hàn Chí Hải viết lại thành cuốn Di Đà Kinh Dịch Giải. Sau khi xuất bản, quần chúng Phật tử vô cùng hoan nghênh bởi nó khế hợp với con người thời đại. Năm 1995, trong một pháp hội mùa đông của tổ chức, cư sĩ ở Tân Gia Ba được gặp lại trưởng lão hòa thượng Danh Sơn, ngài trực tiếp giao phó cho cư sĩ họ Hàn, nên dịch giải kinh Vô Lượng Thọ phổ biến rộng rãi, công đức vô lượng. Cư sĩ họ Hàn hoan hỷ nhận lời. Sau đó, vì lý do sức khỏe nên cư sĩ chưa thể nào chấp bút. Một ngày trước khi mất, do mỗi niệm không quên công việc ấy, nên cư sĩ lại phó thác cho Tịnh Không hoàn thành nguyện lớn ấy và còn thỉnh cầu, tốt nhất là dịch giải kinh Đại Hoa Nghiêm. Tịnh Không tôi nhận lời. Thế là cư sĩ họ Hàn liền vãng sanh trong thường tịch quang của Đức Phật A-di-đà. Hai năm trước khi vãng sanh, cư sĩ đã đem Phật sự hộ trì chánh pháp giao phó lại cho cư sĩ Lý Mục Nguyên ở Tinh Châu. Cư sĩ Lý Mục Nguyên không phụ lòng giao phó nên đã thành lập Tịnh Tông Học Hội và Tịnh Tông Hoằng Pháp Nhân Tài Bồi Huấn Ban ở Tân Gia Ba và mời Tịnh Không chủ trì giảng dạy. Nhân đó, tôi đem cuốn Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Hội làm khóa trình trọng điểm cho khóa 2 bồi dưỡng, rồi lại đưa cuốn Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Chú Dịch Giải làm giáo trình cho khóa 3 do toàn thể học tăng ghi chép thành bản thảo. Sau đó Tịnh Không sửa chữa, thêm bớt thành sách. Nay thì sách đã thành, tất cả mọi người đều lấy Phật sự này để kỷ niệm ngày tạ thế của Hàn cư sĩ. Tháng 5 năm nay, khóa bồi dưỡng giảng sư thứ tư sẽ giảng toàn kinh Hoa Nghiêm. Lần này cũng do học tăng ghi chép viết thành cuốn Hoa Nghiêm Kinh Khoa Chú Dịch Giải. Hy vọng trong vòng 3 năm sẽ hoàn thành. Tịnh Không lấy việc hoàn thành Phật sự này để báo đáp ơn thầy Đông Mỹ tiếp dẫn, Đại sư Chương Gia Tuyết Lô Lý Bình Nam đã từ bi dạy dỗ tôi suốt 13 năm và ân sâu 30 năm hộ trì của cư sĩ họ Hàn. Rất mong cuốn sách này sẽ được phổ biến rộng rãi để được lợi ích cho hàng sơ học. Tập sách này bỏ quyền trước tác và hoan nghênh việc phiên dịch, in ấn, hướng dẫn đại chúng trên toàn cầu để phổ biến, giới thiệu pháp môn đệ nhất của chư Phật Như Lai, rộng độ chúng sanh đời này, thành tựu viên mãn. Mong rằng quý vị độc giả có duyên như người nghèo được châu báu. Như kinh nói, nơi nào mà nội dung giáo dục của Đức Phật được phổ cập, từ quốc gia đến thôn ấp, không nơi nào không nhuần thấm, thiên hạ hòa thuận, trời trăng trong sáng, mưa gió đúng thời, tai ách không khởi, nước giàu dân yên, không có chiến tranh, sùng bái sự nhân từ đức độ, đất nước không có giặc giả, mạnh không hiếp yếu, ai có phận nấy, phổ nguyện người người đều có được hạnh phúc trọn đời, gia đình tốt đẹp, mỗi mỗi sự nghiệp đều thuận lợi
thành công, xã hội hòa mục, mọi người thân thiện với nhau, giúp đỡ lẫn nhau để cộng tồn, cộng hưởng, đất nước giàu mạnh, thế giới hòa bình lâu dài. Đó là những lợi ích chân thật mà kinh này mang đến cho chúng sanh. Trân trọng ghi lại đây, duyên khởi trước khi xuất bản tập sách này, rất mong chư vị hiền giả chỉ giáo. Trân trọng, tháng 4 năm 1998, tại Tân Gia Ba, Tịnh Không, Kính Tựa. Ban biên tập Tịnh Tông.org thành kính cảm niệm tri ân công đức cần dịch của cư sĩ Nguyên Trừng đã giúp tăng thượng duyên phổ biến bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Vì bản copy của chúng con nhận được có khá nhiều nghi vấn mà chưa có duyên hội kiến với dịch giả để hiểu cặn kẽ hơn, nên nếu lỗi đơn giản như trích kinh thiếu chữ hay lỗi chính tả, chúng con mạo muội xin được phép tu bổ thêm. Còn các nghi vấn khác, chúng con đành đọc theo nguyên bản. Hy vọng trong tương lai, chúng con sẽ có dịp liên lạc với dịch giả để hoàn thiện sách nói này. Kính mong chư vị thính giả hoan hỷ chỉ bày. Nam mô A Di Đà Phật. Đề kinh Phật thuyết Đại thừa Vô Lượng Thọ, trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh. Giải: Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì hết thảy chúng sanh mà nói pháp. Trong pháp Đại thừa, hoàn cảnh sinh hoạt ở thế giới Tây phương của Đức Phật Vô Lượng Thọ là tốt đẹp, không thể nói hết. Tất cả nhân dân ở đó, người người đều thành tựu tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, giác ngộ triệt để,
biết rõ cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh, đồng thời là bộ kinh dạy chúng ta cầu sanh tịnh độ như thế nào. Chú thứ nhất, Phật. Ấn Độ gọi là Phật Đà Gia, gọi tắt là Phật Đà, phiên dịch ra tiếng Trung Quốc là giác ngộ, là vị biết rõ tự thân và hoàn cảnh sinh hoạt của tự thân. Vị ấy được gọi là Phật. Ở đây chỉ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Số 2, Đại Thừa. Là cỗ xe lớn có khả năng chuyên chở nhiều người từ nơi này đến nơi khác. Ở đây, thí dụ nội dung giáo dục của Đức Phật có thể giúp cho con người hiểu rõ con người như một con người. Thứ ba, vô lượng thọ. Là cái chân tâm bổn tính của tự thân vốn đầy đủ hết thảy vô lượng, trí tuệ vô lượng, hào quang vô lượng, thọ mạng vô lượng, tài nghệ các thứ đều vô lượng. Những thứ vô lượng ấy đều đạt đến. Ở đây chỉ lấy vô lượng thọ làm đại biểu, do vì trong tất cả vô lượng, thọ mạng là tối trọng yếu. Có thọ mạng vô lượng thì mới thọ dụng các vô lượng khác. Thứ tư, trang nghiêm. Là nói đến hoàn cảnh, cuộc sống và thân tướng đều đầy đủ vô lượng tốt đẹp, không thiếu một mảy may. Thứ năm, thanh tịnh. Là viễn ly tâm tham, tâm sân, tâm kiêu mạn, nghi hoặc, rời khỏi mọi ô nhiễm ở thân tướng và hoàn cảnh. Thứ sáu, bình đẳng giác. Bình đẳng là không sai biệt, không có tâm phân biệt. Giác là giác ngộ. Vì thế, thanh tịnh bình đẳng giác là Đức Phật giúp cho chúng ta trong sinh hoạt đời thường cần lấy cái tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm giác ngộ để đối xử với tất cả mọi người, mọi sự, mọi vật. Thứ bảy, kinh là chỉ giáo lý, phương pháp mà Phật đã tuyên nói không bị hạn chế bởi bất cứ thời gian, không gian nào, mãi mãi là những sách giáo khoa chính xác. Phẩm 1. Pháp hội Thánh chúng. Giải. Đây là phẩm kinh trình bày Thánh chúng thù thắng thời bấy giờ đến tham gia đại hội, nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh nói pháp. Chú. Thứ nhất, pháp hội là đại hội giảng kinh nói pháp của Đức Phật Thích Ca. Thứ hai, Thánh là chỉ đến chư vị Thanh Văn, La Hán, Bồ Tát. Thứ ba, chúng là một số đại chúng. Kinh, Như Thị Ngã Văn, Nhất Thời Phật
tại Vương Xá Thành, Kỳ Xà, Quật Sơn Trung, giữ đại tỳ kheo chúng, vạn nhị thiên nhân câu, nhất thiết đại thánh, thần thông dĩ đạt. Giải: đây là bộ kinh dựa vào sự thật chân tướng mà nói. Tự thân A Nan nghe Đức Phật Thích Ca nói, lúc bấy giờ Đức Phật ở tại trong núi Kỳ Xà Quật, phía ngoài thành Vương Xá, gồm có 12,000 vị đại tỳ kheo tham gia pháp hội lần này, cùng vào hội họp một nơi. Chư vị đều thuộc hàng Đại Bồ Tát, bậc thánh, đều có năng lực, trí tuệ vượt hơn người thường. Đối với tất cả mọi người thế gian, mọi vật, mọi sự, mọi lý đều thông đạt. Chú: thứ nhất, như thị ngã văn. Như là từ đại biểu cho sự thật chân tướng. Thị là y cứ và sự thật chân tướng mà nói, thì gọi là thị. Ngã là từ tôn giả A Nan tự xưng. Văn là chỉ kinh này do tự thân tôn giả A Nan nghe Phật nói. Thứ hai, nhất thời là thời gian Đức Phật giảng nói bộ kinh này, cũng chính là lúc mà căn tính cơ duyên của chúng sanh đã thành thục. Thứ ba, Phật là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ tư, đại là sanh đại giải, phá đại ác, chứng đại quả. Thứ năm, tỳ kheo có ba nghĩa. A. Khất sĩ là xin ăn để nuôi thân, xin pháp để nuôi tâm. B. Phá ác là phá mọi phiền não, ác tham, sân, si. C. Bố ma là kiêu mạn ma, tâm tật đố quá nặng, luôn luôn mang cái tâm sợ người khác vượt hơn mình. Vị tỳ kheo phát tâm tu đạo, một lòng mong cầu ra khỏi ba cõi, vì thế nên loài ma sanh tâm sợ hãi. Thứ sáu, câu là cùng hội họp. Thứ bảy, đại thánh là vị đã loại trừ vọng tưởng, phân biệt và chấp trước. Thứ tám, thần thông dĩ đạt là năng lực trí tuệ rộng lớn, vô biên, mọi sự lý đều hiểu biết, không chướng ngại. Kinh, kỳ danh viết, tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả Đại Mục Kiền Liên, tôn giả Ca Diếp, tôn giả A Nan Đẳng, Nhi Vi, Thượng Thủ. Giải: tên của chư vị là Tôn Kính, trưởng lão Kiều Trần Như là vị đại biểu cho đệ nhất pháp môn của kinh này. Tôn Kính trưởng lão Xá Lợi Phất, vị đại biểu cho trí tuệ đệ nhất. Tôn Kính trưởng lão Đại Mục Kiền Liên, vị đại biểu thần thông đệ nhất. Tôn Kính trưởng lão Ca Diếp, vị đại biểu cho Thiền Tông. Tôn Kính trưởng lão A Nan, vị đại biểu nghe nhiều đệ nhất, đại biểu cho giáo hạ ngoài Thiền Tông. Chú: thứ nhất, tôn giả có ý nghĩa là tôn kính, cách xưng gọi đối với các vị có trí tuệ, có đạo đức. Ngày nay người ta gọi là tôn kính. Thứ hai, Kiều Trần Như, đây là tiếng Ấn Độ, phiên dịch Trung Văn là Minh Liêu, người đệ tử đầu tiên thành tựu khi Đức Phật mới bắt đầu nói pháp. Trong bộ kinh này, tên tôn giả đứng đầu, tiêu biểu cho bộ kinh này Phật nói trước tiên trong hết thảy kinh. Thứ ba, Xá Lợi Phất, tiếng Ấn Độ Xá Lợi có nghĩa
thân tướng đẹp đẽ. Phất có nghĩa là con cái. Xá Lợi Phất có nghĩa là vị có thân tướng đẹp đẽ, là con của mẹ ngài. Tôn giả là đệ tử của Đức Phật, có trí tuệ đệ nhất. Ở đây, biểu thị có trí tuệ đệ nhất thì mới hiểu kinh này. Thứ tư, Đại Mục Kiền Liên, tiếng Trung Hoa là Thải Tiêu. Tiêu là dòng họ Đậu, thuyết minh rằng gia đình tôn giả trải qua nhiều đời sống bằng nghề nông, vì thế nên lấy họ là Thải Tiêu. Tôn giả có thần thông đệ nhất trong số đệ tử Phật, đại biểu cho việc học tập kinh này đạt đến sức mạnh vô cùng. Thứ năm, Ca Diếp là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là Ẩm Quang, là tán thán hào quang của tôn giả vượt qua hào quang người khác. Ngài sanh ra trong một gia đình giàu có, là đại biểu cho khổ hạnh đệ nhất trong số đệ tử của Đức Phật. Tôn giả cũng là sơ tổ Thiền Tông. Tại đây, đại biểu cho việc niệm A-di-đà Phật là Thiền Tông tối cao. Thứ sáu, A-nan là tiếng Ấn Độ, Trung Hoa dịch là Khánh Hỷ, là chúc mừng hoan hỷ. Nhân nhận được tin Đức Phật thành đạo cũng là lúc tôn giả chào đời, vì thế nên đặt tên cho tôn giả là Khánh Hỷ hay chúc mừng. Tôn giả là bào đệ của Đức Phật, sau khi xuất gia là thị giả của Thế Tôn. Tôn giả là vị nghe nhiều đệ nhất. Ở đây, tôn giả đại biểu cho giáo hạ. Trong 10 tôn phái Phật giáo ở Trung Quốc, ngoại trừ Thiền Tông. Thứ bảy, Đẳng là chỉ ở đó có rất nhiều vị thượng thủ khác. Thứ tám, Thượng thủ là vị trí cao tại đại hội, cũng chính là thủ tịch của thính chúng. Kinh Hữu Hữu Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Cập Hiền Kiếp Chung, Nhất Thiết Bồ Tát, Giai Lai Tập Hội. Giải, còn có Bồ Tát Phổ Hiền ở trong pháp hội này, đại biểu cho tịnh mật không hai. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đại biểu cho thiền tịnh không hai. Bồ Tát Di Lặc đại biểu cho việc thừa truyền ở tương lai. Cho đến chư vị trong thế kỷ lớn của hiền kiếp đó, trước sau gồm 996 vị là chư vị Bồ Tát sẽ ra đời và thành Phật tại cõi đời này, đều tham gia pháp hội này. Chú thứ nhất, Bồ Tát Phổ Hiền. Phổ là có khắp tất cả mọi nơi, hiền là tối hậu, tối hỷ. Tâm nguyện hành cho đến thân, miệng, ý của vị Bồ Tát này không chỗ nào không bình đẳng, và lại còn phổ biến đến tất cả mọi người, sự, vật đều chân thành và thuần nhất diệu hỷ. Vì thế nên xưng gọi là Phổ Hiền. Bồ Tát là tiếng Ấn Độ, vị biết rõ cái chân tướng của vũ trụ nhân sinh thì gọi là Bồ Tát. Bồ Tát Phổ Hiền ở đây đại biểu cho mật, tịnh không hai. Thứ hai, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Văn Thù Sư Lợi là tiếng Ấn Độ, Trung Văn gọi là Diệu Cát Tường, là vị đầy đủ minh tâm thấy tánh. Ngài đại biểu cho trí tuệ đệ nhất trong hàng chư Bồ Tát, biểu thị đầy đủ hoan hỷ, niềm tin vào giáo lý và sự thật mà kinh này nói, là vị có trí tuệ lớn.
tại kinh này, Ngài đại biểu cho thiền, tịnh, không hai. Thứ ba, Bồ Tát Di Lặc. Di Lặc là tiếng Ấn Độ, Trung văn gọi là Từ Thị, là họ của Ngài. Ấn Độ gọi tên Ngài là Ajada, Trung văn dịch là Vô Năng Thắng, gọi là Tâm Từ Bi không có ai vượt hơn Ngài, đầy đủ đại từ đại bi không ai vượt qua được. Hiện tại Ngài là vị Bồ Tát trải qua 57 ức 600 vạn năm trở về sau sẽ thị hiện thành Phật trong cuộc đời của chúng ta. Ngài cũng là thính chúng chủ yếu của kinh này. Vì thế trong tương lai khi thành Phật, chắc chắn là Ngài sẽ hoằng dương bộ kinh này. Thứ tư, hiền kiếp. Kiếp là đơn vị chỉ thời gian của xã hội cổ Ấn Độ. Có ba cách tính là tiểu kiếp, trung kiếp và đại kiếp. Lấy tiêu chuẩn con người thế gian chúng ta, sống lâu nhất là 84.000 tuổi, mỗi 100 năm giảm 1 tuổi, giảm cho đến 10 tuổi, rồi lại bắt đầu từ 10 tuổi, mỗi 100 năm tăng 1 tuổi, tăng cho đến 84.000 tuổi. Giảm tăng như vậy gọi là một tiểu kiếp, 20 tiểu kiếp thành một trung kiếp, 4 trung kiếp thành một đại kiếp. Kiếp ở đây là chỉ đại kiếp, chúng ta gọi là thời đại lớn. Hiền kiếp, trong thời đại lớn ấy có 1.000 vị Phật nối tiếp nhau ra đời. Đã xuất hiện ở đời có Câu Lưu Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai, Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời, cho đến chư vị Bồ Tát tham gia Pháp hội sẽ ra đời như trên đã nói. Ngoài ra, còn có 996 vị Phật tiếp nối xuất hiện ở đời này. Trong thời đại lớn ấy, có nhiều Phật ra đời, hiện tượng ấy vô cùng hy hữu, vì thế nên gọi là hiền kiếp. Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kinh Giản Chú Dịch Giải, biên soạn do Lão Pháp Sư Tịnh Không, người dịch, cư sĩ Nguyên Trừng, người đọc, Diệu Âm, trang web tịnhtông.org. Nguyện sĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát Bồ Đề Tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam Mô A Di Đà Phật.